Xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay kênh quay trở lại với chỗ bãi kiển của anh Cường ở Vàm Sáng, Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. Giao lưu cùng cô chú anh chị các bạn một số hôm nay. Hôm nay là mình thấy bonsai lụng lực nha cô chú anh chị nha. Phong cao có, phong lùng có nha cô chú anh chị. Và một cây bông trang đỏ lá chung, như Mỹ Hồng hay... không phải Mỹ Hồng anh ơi, Hồng Mỹ... Nhung. Hồng Nhung. Mỹ Nhung gọi là Mỹ Nhung đó. Thì được lắm. Dạ, em chào anh Cường ơi. Mình xin chào Nghiệp và Cường xin chào tất cả các bạn đam mê bonsai trên cả nước. Lời đầu tiên Cường xin chân thành cảm ơn các bạn đó đã ủng hộ Cường những clip vừa qua. Cường rất là vui. Và cũng mong các bạn là ủng hộ Cường những clip sau, đặc biệt là clip này. Đó, clip phong cao là bonsai đế quán. Đó. Clip này thì chuyện vợ mình bảo là sao mà trước anh buôn tới 30 cây mà giờ còn có 10 cây. 10 cây phải rồi. Thì đó. Rồi. Nói cho vui chút xíu nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi, số điện thoại thì Zalo trên phần mô tả và phần tiêu đề cô chú anh chị. Rồi vô luôn nha. Vô luôn rồi, đi. Cái số mã số mấy đây? Mã số 1. Rồi mã số 1 quý cô chú anh chị nha. Hàng này là hàng đế nơm nhưng mà nó nằm ở trong trong lu á, trong lu nhưng mà người ta chơi ở trên chậu rồi. Đó, giảo. Đó thì mình mua được thì về để mà giao lưu cho các bạn, có gì các bạn ủng hộ Cường. Hôm nay là mình cũng có tí tí hơi khác bình thường, có gì các có gì các bạn bỏ qua cho Cường ha. Chiều cao của mình là 68. Vị trí này hoành, vị trí này là 38. Đó. Chứ nếu mà xích xuống thì... xích xuống thì tới 40. Đó. Nhưng mà đúng đo là phải đo ở điểm này đúng không? Chứ ai mình đo mãi ở trên đọt này. Nghe cô chú anh chị có biết là trên cổ rễ là hoành thân. Ừ. Thì đó. Rồi, cho em nhìn đế. Hoành đế. Hoành đế của mình là 140. Yeah. Rồi, đường kính bầu luôn đi anh ơi. Đường kính bầu. Thôi, đế nôm đẹp lắm nha cô chú anh chị. Hàng sưu tầm nha cô chú. Đường kính bầu bằng 52. Hàng này đáng sưu tầm các bạn. Các bạn ủng hộ Cường ha. Cây số 1 với cái giá chỉ có là 5.800.000. Rồi 5.800.000 phôi mã số 1 nha quý cô chú anh chị. Phôi mã số 1 và về để các bạn ghép vô thì mình phải nói là quá là tuyệt vời và rẻ. Quý cô chú anh chị. Phúc lộc thọ hoặc là như các bạn gọi là tam tài. Đó, cây già lắm á. Đổi phôi giùm em nha. Phôi đế khủng, đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Vàng đế với tôi VIP ha. Vàng đế VIP lắm á. À, để mình đo cái nơm cao cho các bạn biết này. Chiều cao, cao đến nơm nó 41. Nơm, nơm cao tới 41. Đổi phô. Rồi, phôi mã số 2, một phôi lùng lực đế VIP luôn nha quý cô chú ơi. Phôi này là phôi... đế giữ dần cái dần đế bên đây. Lùn lực. Đế VIP là cái cây này mà rũ hết đất ra thì xếp lại bộ rễ kinh khủng. Hàng hàng bonsai. Cái này em biết tả làm sao không cô chú? Ừ. Này giống như dáng thú mà đây nó hai tầng rễ nha cô chú anh chị ha. Nó đúng là dáng thú á, dáng thú kiểu dáng thú ngồi á. Bộ rễ của nó kiểu nó ở trên mặt á, nó bị va đập nhiều á. Nên là nó mới chun mới nó sùi lên như vậy. Cây này nếu các bạn nào mà có ý tưởng tháo dỡ ra, cây đẹp, thực sự đẹp.
mặt cắt kéo nhựa luôn nha quý cô chú anh chị. Mặt cắt kéo nhựa. Bo hết rồi. Những mặt này bo hết. Rồi anh chị em thông số luôn nha. Cây mã số 2 nha quý cô chú ơi. Cây mã số 2, chiều cao của nó bằng 48. Hoành là bằng 42. Rồi, hoành vị trí này là 42 nha quý cô chú anh chị. Đó, còn nếu mình đo xuống đây thì nó tới 46. Dạ, 46. 47 ạ. 46, 47 thì. Đường kính bầu luôn anh ơi. Đường kính bầu thì là bằng 59. Rồi, tổng hoành đế. Tổng hoành đế nó tới mét, tức là 160. Rồi, mã số 2 nha quý cô chú anh chị, mình giao lưu như vậy. Mã số 2 Cường giao lưu với các bạn là ok này chưa ghi số. À có chưa? Mã số 2 là Cường giao lưu với các bạn là 3.700.000. Dạ, 3.700.000 khôi mã số 2 nha cô chú ơi. Còn khôi đế rất quý luôn ha. Bên này nè. Đế dễ rất là lực nha cô chú anh chị. Đế vip lắm. Nó sao cái cọng rễ này nó bò vô cũng hay ha. Ừ. Nó bò lắm, nó đang đâm chồi này này. Đó. Rồi, đỡ xoay giùm em luôn ha, giá giao lưu rồi không anh? Có, anh có giá giao lưu là 3.700.000. Dạ rồi, đỡ. Cây này nặng lắm, nó tới 60 kg. Dữ vậy đó. Ừ, nặng lắm, thật đó. Rồi, mã số 3. Mã số 3. Số 3, một cây dáng trực không cao như cô chú, chỉ cần cũng... chi cành gọi là đủ. Đế cũng khá ha cô chú, củ đế nở thân thì nó hơi vặn lắc. Đúng rồi, củ đế nở, đùn lực. Chi cành ok luôn nha cô chú anh chị ơi. Chi cành 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, đế rất là lực đế nha. Đế, đây ngồi một hộp dòng đế nha. Đế lực nha cô chú anh chị. Đế lực đó. Cho em chiều cao anh ơi. Chiều cao là bằng 69. Chiều cao là 69. Hoành ở vị trí này bằng 39. Dạ, hoành là 39 nha cô chú ơi. 39. Ngang đường kính, đường kính bầu hay đường kính đế? Đường kính bầu. Đường kính bầu bằng 46. Dạ. Rồi. Hoành đế luôn anh ơi, tổng hoành đế. Tổng hoành đế à? Tổng hành đế là 140. Dạ, tổng hành đế là 140. Rồi, giá giao lưu cây mã số 3 như anh ơi. Cây mã số 3 này Cường giao lưu với các bạn là 2.900.000. Dạ. Cường 2, bao ship toàn quốc. 2.900.000 nha cô chú chị ơi, bao ship mọi miền Tổng quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, số 3. Mã số 4. Mã số 4 là một cây mai xù. Xù. Giá này quái quái chút nha cô chú anh chị. Đúng không? Mà đế cũng rất là đẹp luôn nha, đế nơm đẹp. Đế nơm đẹp. Dáng này là dáng long. Đó. Dáng long đó. Một cây mai xù. Này có cái cành co lắc nha cô chú anh chị nha. Cành co lắc đẹp lắm. Cây thì xù trên này luôn. Xù nắp từ trên đây này nha cô chú anh chị. Đây. Xù dưới này. Xuống dài xuống ha. Dưới này một ngón tay anh để. Xù. Cây này là Cường báo xù luôn. Nếu mà rồi đế nở đế ấy nha cô chú anh chị, mặt bên đây cũng xù hai bên nha cô chú anh chị. Hai bên xù hết. Là xù, xù giống cổ. Như là cái xí của cái con cháu Phú Quốc. Xù. Cây này về Cường báo xù cho các bạn nhé. Có gì các bạn ủng hộ Cường. Dàn đế nơm. Đế cũng đặc, đế cũng đẹp như cô chú, đế nở nha, cây xù mà đế nở như cô chú anh chị. Đúng rồi, đế đều đẹp. Rồi anh cho em chiều cao luôn anh Cường ơi. Chiều cao là bằng 89. Dạ. Hoành ở vị trí này bằng 34. Dạ, hoành 34. Bầu là 130. Đường kính bầu là 43. Yeah. Mã số 4 này Cường giao lưu với các bạn là 3.900.000.
Phơi mai sù mã số 4 có giá là 3.900.000 nha cô chú anh chị. Cường bao ship toàn quốc, bao sống luôn. Cường bao ship bao sống nha các bạn nha. Đây lại là một con quái. Quái vật. Rồi mã số 5. Mã số 5 nha cô chú anh chị. Đó, một con khủng long á. Rồi, mã số 5. Chỗ này cũng bể sù nha cô chú anh chị. Nhưng đúng không? Có lẽ không biết Cường báo không. Không, không. Cái này là bắt đầu ở nách là nó sù đó. Khôi đâm tượng nha cô chú anh chị. Khôi sống khỏe ha. Khôi sống khỏe mạnh. Cái này nó sù, nó sù bình thường. Đúng rồi, ở dưới này là sù. Dưới đấy là nổi á. Cái này thì có bộ đế hay quái quái chút xíu nè. Quái đó. Cái này có thể mình trồng bít luôn cho nó rễ nó đâm xuống, xong rồi nữa mình tháo đế ra. Không phải, cái này kể cả các bạn không trồng thì đoạn ông đâm tược đây mình làm một cái cây ở ngoài. Yeah. Phụ họa ở ngoài rất là đẹp. Cái này nếu mà mình cắt đi lấy được một cây con á. Cây con đẹp. Cô chú chị đế lực nha cô chú. Hơi quá xíu. Rồi cho em chiều cao luôn nha. Chiều cao là 79. Hoành ở vị trí này là 42. Yeah, hoành 42. 42 hoành. Ngang đường kính bầu bằng 43. Chi cành có đều các bạn ạ, các bạn. Các bạn về các bạn ghép là vẽ tàng là nhanh luôn. Đường kính hoành bầu là 130. Cây mã số 5 Cường giao lưu với các bạn là 2.800.000. Rồi, 2.800.000 phôi mã số 5 luôn cô chú ơi. Phôi mã số 5. Đây cũng đang lên xù cám cho này xíu nha cô chú. Mặt này cũng khá đẹp ha. Cái này đẹp lắm. Cây này nếu mà đúng nuôi mạnh là nó phá xù hết. Đó thôi nghe bên đây. Nên đâm tược nó phá xù. Ta xích ra ngoài. Rồi, tiếp tục là phôi mã số 6 là một phôi không cao nha cô chú anh chị. Đế lực, đế nôm, đế lực nha cô chú. Một phôi không cao, đế lực. Chi cành 1, 2, 3, 4. Lên đỏ. Đó. Rồi dáng trực thoát thân cũng khá là cao nha cô chú anh chị. Đế thì cũng rất là lực luôn nha. Dễ lực, đế nơm. Đế nơm dễ lực. Chiều cao này. Chiều cao hết thước đi. Rồi thoát thân mẹ luôn em sẵn đứng rồi đó, thoát thân luôn. À, thoát thân. Thoát thân của nó là 89. Yeah. Hoành thân là bằng 42. Yeah. Rồi, hoành thân là 42. Tại vị trí này nhé. Đường kính bầu là 160. Tổng hoành bầu là 160. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 54. Cái mã số 6. Cái này mình giao lưu nhiêu anh ơi? Cái mã số 6 này Cường giao lưu với các bạn là 4.800.000. Dạ. Bao ship. 4.800.000 cây mã số 6 bao ship mọi người đổ quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Đúng rồi, cây này bao ship nếu mà 200 hả? 200 là gần triệu á. 200 km là không, bao ship toàn quốc. Bác sĩ toàn quốc. Mình anh em mình là người Việt Nam mà chơi có thể nó hơi tốn kém chút cũng được. Cây nhỏ. Số 7 nha quý cô chú anh chị. Số 7.
Mã số 7. Các bạn nhìn xem là có giống con khủng long không? Đó. Đây 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 là cái đầu con khủng long này. Đây cái đuôi này, còn đây là cái chân sau á. Thiệt đó. Dạ dạ dạ. Rồi anh quay cho em con mới được. Cái này khá quái nha cô chú anh chị. Ừ, nó xếp vào hàng cây quái mẹ. Đó. Mà nó cũng nổi như là nổi trứng hay nổi xù gì. Đó. Đây này. Nó là cây già. Cây quái nha cô chú. Ừ, cây quái. Không biết thả. Rồi, cho em thông số luôn anh ơi. Tức là cây này là chấm xuống dòng, gạch đầu dòng đúng không? Chiều cao bằng 46. Ở trên anh ta hoành ở trên. Hoành thân 1. Thân 1 bằng 36. Rồi, vị trí này là 36 nha cô chú anh chị. Đó. Còn nếu mà đo xuống dưới thì cả hai khúc thì bự hơn nữa. Nó tận 52 cơ. Dạ 52 nhưng mà chỗ này không biết nói chỗ này. Chỗ này đo phải đo ngang đứng đo sáng. Ừ. Đo ngang đây à? Đo, tại vì đâu phải trên củ rễ cái này giống như là rễ rồi đo ngang. Vậy đi anh. Đo ngang cái này anh đo được 51 thì bây giờ nó ra 53. 53. Không thì bảo mình đo hơi sáng thì dây nhìn nó hơi kỳ. Ừ thì đó, 53. 53 hả cô chú, đo 3 vị trí nha quý cô chú. Rồi, đến nơm thì lên thử đi anh. Đến nơm à? Hơi nơm với xíu tại đây cho cô chú anh chị mừng tượng nha. Hơi nơm là nơm của nó là 26. Rồi cái mã số 7 mình giao lưu nha anh ơi. Cái mã số 7 anh giao lưu con khủng long này là 2.600.000. Phôi khủng long nha cô chú anh chị. Phôi khủng long. Không sao đó, nhìn giống con khủng long. Cái đuôi nha cô chú, cái cạnh rễ gai giống như cái đuôi nha cô chú anh chị. Đây cái giò sau này. Dạ. Rồi. Đổ phôi giùm em luôn. 2.600.000. Rồi giá dễ chơi luôn nha cô chú. Quá dễ chơi. Cái cạnh đó dựng khó lắm nè. Đúng rồi, cái đấy bọc vô mà không giữ được cho khách là mệt lắm ạ. Cắt cụt chưa đồng lực cũng quán. Cắt cụt. Rồi một phôi mã số 8 nha cô chú anh chị. Phôi mã số 8. Một phôi thấp thân cao không cao chi cạnh đủ luôn nha cô chú ơi. Chưa. Cái này là phôi mai này mau lập tàn nha quý cô chú anh chị. Đó. Phôi mai này thì Cường nói là một cây dạo bông 90 cánh là Cường bao luôn vì Cường nhìn thấy bông rồi. Đó, 90 cánh bông bự lắm. Nên là cũng nói. Về mình chơi luôn nha quý cô chú anh chị ha. Tức là các bạn quái liền sao mà nó rú bò. Liền. Rồi chỗ này là nuôi vú bò nha cô chú anh chị. Ở ngay các đầu cành này nuôi vú bò. Phôi này là phôi nuôi vú bò nha cô chú ơi. Phôi nuôi vú bò. Mấy cái này nữa nó bự lên hay cô chú anh chị. Đúng rồi. Nó lạ, sao này nó dắt gà sữa luôn. Cái này bông bự lắm. Vì mặt bông là anh thấy rồi. Rồi, đế khá đẹp nha cô chú anh chị, đế đều bốn mặt hết. Đế đều bốn mặt. Đế ok, dễ lực nha cô chú anh chị nha. Dễ lực. Thân cao luôn. Rồi cho em chiều cao luôn anh ơi. Nhịn được không anh? Nó tự đứng được không? Chắc là được. Tự đứng chiều cao nó cao quá. Chiều cao nó tới đây là 1,5 m. 89 nó phải cao 1,9 m á. Chiều cao là 1,9 m. 1,9 m để anh cho thoát thân ha. Thoát thân của nó là 63. Cái này là nuôi vú bò luôn nha cô chú anh chị, 63 thoát thân hết cô chú. Hoành tại vị trí này bằng 42. Dạ, hoành là 42. Đường kính bầu là 170. Dạ. Rồi, giá cho luôn cây số 8 nhiêu anh ơi? Cây số 8 này Cường giao lưu với các bạn là 7.500.000 Cường bao ship toàn quốc. Rồi 7.500.000 nha quý cô chú anh chị ơi. Mã số 8. Rồi đổi giùm em luôn nha anh ơi. Mã số 8 ạ. Đây xoay.
Đây mã số 9. Mã số 9 nha quý cô chú ơi. Mã này, cây này bán không biết sao nha, mà bán 3 líp không ai hỏi. Ừ mà cây nhìn cũng đẹp chứ. Không biết là cái bây giờ gì ra. Cô chú chị mua 4 phôi được tặng phôi này. Đúng rồi. Nếu bây giờ các bạn mua 4 phôi thì Cường tặng luôn phôi này, khỏi phải khỏi phải mua. Thế mới lạ chị, mình không hiểu cái phôi này sao. Chưa hợp nhãn thôi. Chiều cao là 43. Cũng kiểu như mình đi câu á ha. Yeah. Không phải, cây này thương chủ anh ơi. À, chắc vậy đó. Lâu lâu có người có 1-2 cây thương chủ, cây cũng đẹp mà vậy đó. Tại sao em biết? Vì cây này là cây của ông già đó. Yeah. Chứ anh không bỏ tiền ra mua. Dạ, phải rồi. Hoành là 23 nè. Ơ thiệt mà. Hoành bầu là bằng 57. Đến nơm luôn nghe, đến nơm chưa? Đến nơm à? Đến nơm là cao 19. Ngang đường kính bầu là bằng 34. Mình đo lại cái này. Đúng, cái này mình đo sai thước. Anh bầu của nó là 93. Dạ, 93. Rồi, cây mã số 9. Mã số 9 mình giao lưu với các bạn là 700k. 700k luôn nha, cô chú anh chị ơi. Rẻ rẻ muốn chết. Vẫn không ai hỏi. Hay là nó muốn... hay là nó muốn ở lại. Rồi, mã số 10 nha cô ý cô chú ơi. Mã số 10, một cây dáng hơi thú. Dáng siêu. Mã số 10 nha cô chú. Mã số 10 này... Đế cũng khá đẹp luôn nha cô chú. Chị hàng này mà ghép vô cũng rất là ok nha cô chú. Đúng rồi, hàng để bàn. Cái đế của nó đẹp, chân chịu nó đẹp. Đây chiều dài nó là 26. Hoành nó tại vị trí này là bằng 19 rưỡi. Đường kính bầu là bằng 75. Ngang đường kính bầu là bằng 24. Cây số 10 này Cường giao lưu với các bạn là 500k. Rồi, 500k phôi mã số 10 nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 10 là một cây bông trang. Tiếp tục là một cây bông trang. Mã số 11. Cây này. Cây này là cây Mỹ Nhung. Bông bự lắm. Bông màu đỏ đậm đẹp như chị. Đỏ đậm đẹp. Đây mình lấy cái bông cho các bạn xem là đây có phải là Mỹ Nhung không? Đó, Mỹ Nhung ha. Yeah. Bông đẹp lắm ạ. Rồi cái này tàn lớn luôn nha cô chú anh chị. Tàn lớn, nếu chiều cao đây là nó tên... Đây chiều... đang có bông nha cô chú ha. Chiều cao là... chắc chiều cao là 3 mét. Cao 3 mét, rồi. Tán ngang thì bỏ lại không biết luôn. tán ngang nếu mà xòe ra là nó cũng phải... 2 mét rưỡi á. Đó. Cái hoành thì lớn khủng luôn nha cô chú anh chị. Cái hoành bự chắc cũng có tuổi, cũng dữ lắm tuổi rồi. Hoành bự đây để mình đo ha. Ba mươi lăm. Dạ hoành 35. Thoát thân không? Bút trang mình có đo thoát thân không nhỉ? Nhưng mà đo thoát thân đó sao được, anh đo bên dưới này nè. Đo đây à? Dạ. Thất thân thì được 34. Đó hoành cái cây bự này mà. Là thân đại diện nha cô chú anh chị. Hoành thân đại diện này, 25 này. Dạ, 25. Nói chung cây đẹp mà bự lắm. Cây này các bạn đưa lên cái chậu rồi hàn một cái sắt á, như là cái dù á. Như cái dù xong rồi vẽ ra, nắn ra cái bộ tàng nó theo cái dù. Trời phải nói là phê. Rồi, mã số 11 cho luôn vậy như anh Cường ơi. Bông trang Mỹ Nhung mã số 11 nha cô chú. Bông trang Mỹ Nhung. Đỏ. Dạ. Yeah.
Đỏ Mỹ Nhung. Mình giao lưu cây số 11 này là 9 triệu. Cường bao ship toàn quốc. Cây bự lắm. Cây này thật ra cây Mỹ Nhung này các bạn nào mà có khuôn viên thì là cái đồ đáng sưu tầm. Rồi, chào hết thì em nhanh cửa. Chào hết. Ừ, anh chào. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Cường nhiều clip vừa qua. Đó, thế nên là Cường cũng rất là vui và chúc các bạn sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Đó. Giờ này Cường về cái lô mai thì nó cũng lùn lực mà nó cũng bự bự cây chứ nó không có hàng nhỏ.